Thưa các bộ các mẹ, thưa các ngột mạng, mỏ của y tín là đan mỏ ản thôn bán lựa chọn suy tôn có quan hệ mật thiết bê mỏ mình. Mỗi cá nhân mỏ của y tín là đan hạt nhân tiêu biểu. Bằng uy tín trách nhiệm sự nhiệt tình của mình đã phát huy vai trò cầu nối khứa đáng cùng mỏ mình, có phần bảo sự ổn định phát triển của quê hương. Phóng sự khâu sẽ răng rõ hơn về nội dung này, mời các bộ các mẹ các ngột mạng đều ngỏ. Căn lý chân chỗ thay lòng tình có khoảng 93 ván mỏ, lòng lùa tỷ lý đúng báo trần tốt ép mỏ chiếm 75 phật lầm. 8 năm chấp hơ, mỏ có uy tín lòng lúng đúng báo trần tốt ép mỏ đã phát huy thối vai trò là hạt nhân nêu gương lãng, tế cứ vấn đúng, tiết chiến một miếng chú cá lá kinh tỷ, trò đổi bếch khỏ, bái chứ tán hủ tục lá khẩu, chứ chín phát huy tán trả trí văn hóa chiến thủng thối đẹp, lá đen cải đúng thuẫn, lòng lá quần mướng trỏm bàn bình yên, cháo đẹp. Là mối cứu triển binh, khơi mướng năm đám giếm lá bị thư chi bố thôn vô thị trấn bàng đốn quần mướng lạc thủy. Ông bách bà tắng thướng truyền đều với tập thế chi bố, ban lãnh đạo thôn đối mời quế phượng thức lao huyết, hoàn thành thối nhiệm vụ mà cấp ủy chính quyền trào phỏ. Nhớ lùa, ông tiếp tục ả mối miếng tỉ nhiễm, báo vai trò là mối uy tín lòng lá mướng. Thôn vô có 3570 khẩu lúa nhá, 1572 mỏ với hơn khẩu 3% là đồng bào dân tộc mướng. Với vai trò trách nhiệm của mình, ông đã phối hợp với tán ban phát triển thôn, tán chi hội, đoàn thể, tiên chiến vận đồ mỏ mướng tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động đưa lá ả khả lòng mướng, lá ả khả thần nấm ná. Thực hiện quyết cười quyết tang theo nếp khổ mời, tham gia chư chín về chỉ một lướng. Nhớ lùa mà đứa năm nay thôn vô luôn chữ ản tranh hiếu lá thôn văn hóa. Với khu dân cư vôi chúng tôi thì dân tộc thiểu số thì chiếm 85%. Đấy, với đối khổ của bà con trong cái khu dân cư này cơ bản là chống chọt chăn nuôi thôi. Đấy, đối khổ của khu dân cư thì lực kia thì rất là khó khăn. Thì vì do có cái chính sách của Đảng và Nhà nước thì hiện nay thì đối khổ của khu dân cư thì ngày càng đi lên phát triển. Đấy, ở trong cộng đồng khu dân cư thì luôn luôn đoàn kết, thương yêu đùm bọc để mà đều xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Mê búi thị binh là mỏ có uy tín chóm luông rưỡi trang ngô luông quần mớ tần lạc. Là mỗi ổn máng, đường mế y thấu hiếu tán kẻ khỏ, kẻ vất và cô đúng báo ở lúng chó, nhất là ổn máng miếng. Với vai trò của mình, mấy luôn cố gắng đỡ tiệt chiến tán ủn máng, lá kể hoạch hỏa gia đình, đối chiếm con trà nào thôi. Đúng thời tướng bước, bò rấn, kể quyết đế ơ nhá, tổ chức nghi lê cùng bài chẳng cần thiết. Chòm luông rưỡi là mối lòng bổn chòm của trang hồ luông, địa bán thuốc tiến đặc biệt khó khăn, nắm lòng tán chưa chính chỉnh trách đúng giúp lúng trần tố ép mỏ. Thời gian chấp hơ, mấy binh đều với đối ngu mỏ có uy tín ở tán lang mướng, đã phối hợp đều với cấp ủy chính quyền quần mướng tuyệt chuyến, vấn đồ mỏ miếng lá thối chủ trương chính trách của Đảng, Nhà nước, góp phấn thay đổi quốc khủng cho mỏ miếng. Là một người uy tín trong xóm là phải giữ gìn. Là mỗi mỏ có uy tín lang chỏm miếng phải cố gắng lá thiện nó tiền chiến cho mỏ miếng. Mắt ản, dư ản, ban chắc văn hóa của dân tộc thìa má y phải theo đúng cái chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước. Bản thân mình y phải nêu gương lãng, lá thối chọt lúa nhá, mười lá thối cho quần mướng ản. Đới khổ một miếng, đới hơ thì khó khăn lắm. Căn y có Đảng chỉ quyến đúng giúp lá ảng khả đi lái là lưới. Đới khổ của một miếng y thối lương đứ. Phát triển kinh tế bây giờ nó thay đổi hơn xưa nhiều rồi. Thái Long tính căn ý có 1.000 hào làm 70 khảo mỏ có uy tín lòng lúng đúng báo trận tục ép mỏ thành phấn mỏ có uy tín bao gồm khá láng lương trắng hỏ lương bàn tán chức chắc tôn trào bổ mo nhận chi chỉ thức bí thư chi bổ lương thức tề mỗi mỏ có uy tín có mức độ đóng góp ảnh hưởng khá khá lòng cung đúng thìa má ơ bấu đều có một điểm chung lùa là cái gương mâu tấn túy nhiệt tính thiện khỉ có khước thuyết phục đáng đi đôi với lá, đang táo đứng ả niềm tin với cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc, tán tổ chức đoàn thể của một miếng ở lòng mướng. Bố cỏ đứa đóng góp quan trọng, trao chữ phát triển ở cơ chờ, cúng cổ khối đại đoàn kết thay dân tộc, lá thối tán hoát đúng tứ quan ở cùng đúng. Ở tán lúng, chẳng phải chỉ có chính trách pháp luật, có lực lượng, nguồn lực, lá ản. Phát huy cái vai trò của cái mỏ uy tín này thì tôi cũng thừa hết lắm bản thân ấy, thế nên phải
khiêm tốn, phải gương mẫu, sẽ chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước cũng như là các quy định địa phương, và tuyên truyền cái mọi nhà miếng trong ổ nhà miếng y cũng phải gương mẫu, chấp hành tốt cái chủ trương đường lối của Đảng nhà nước cũng như cái quy định của địa phương. Thế bữa cái tiếng chuyện thì mới là gương, thế mới tuyên truyền ra cái bá con trong xóm nhà miếng. Thế bầu y cũng rất là ủng hộ mà rất y tin tưởng. Thế nhiệm vụ của người y tín y thực hiện chuyến tay là cái câu nổi lên giữa dân và Đảng. Và tôi y là tham mưu cho địa phương để là y vận động nhân dân, là nhất là trong phong trào xây dựng cái cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, thì nên tôi vận động dân y đóng góp tức là hiến đất khoảng 2.000 mét vuông để mà lai nhà văn hóa, mà hiện nay xóm tôi y thuộc xóm 135 để mà phần đầu là viên đích nông thôn mới trong năm 2020 là y khoảng 2.000 mét vuông để lai nhà văn hóa, và toàn bộ cái nhà văn hóa xóm chúng tôi là xóm thôn thôn Tây vận động dân đóng góp khoảng lên 300 triệu để làm nhà cho tôi nhà văn hóa xóm. Với cái lãnh đạo của tán cấp ủy Đảng chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt trách nhiệm của mặt trận tổ quốc, tán đoàn thể chính trị xã hội lòng lá khối đại đoàn kết thay trận tổ. Tán năm giáp hơ, tỉnh Hòa Bình đã là thối cổ tác tập hợp đoàn kết, vận động tán tầng lớp một miếng tích cực tham gia tán cố vận động, phong trào thi đua lòng học tập, lao động, chán chuất. Góp phấn bao lá tán nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đến hết năm 2023, lòng quần mướng thay tính quán lái đàm môi cha đã biết khó khăn. Đối với mục tiêu quế giảm tỷ lệ lúa nhà nghèo hàng năm ở lũng đồng báo trần tục ép mỏ cố miến núi của tỉnh, chỉ tiêu thủ tưởng trao bữa 2% đến 3%. Kết quả là tỷ lệ giảm nghèo lũng trần tục ép mỏ giai đoạn 2021-2023 là 2,93%. Tỷ lệ lúa nhà nghèo ở tán quần mướng đặc biệt khó khăn giảm bình quân khảo phẩy 3,9%. Việc phát huy vai trò của mỏ có uy tín, lòng đồng bào trần tục ép mỏ luôn án cấp ủy Đảng chính quyền mặt trận tổ quốc tán cấp quan tâm chỉ đạo la thối quay ni lá cảnh thay nổi trái của cấp ủy chính quyền tham gia bao công tác chạm chát, có ý kiến đại tiến cho tâm tư nguyên vắng chỉnh đảng của một miếng với Đảng nhà nước, chơi đứng lực lượng cốt cản, mối có uy tín là mối lòng tán nhiệm vụ quan trọng của công tác mặt trận cả ní. Tinh thần trách nhiệm đối với người có uy tín thì công tác phối hợp giữa mặt trận bê vai trò trách nhiệm của mối có uy tín. Tôi y phối hợp bên mặt lần tổ quốc cùng đoàn thể, trước hết là phải xây dựng tập thể có sự đoàn kết thống nhất. Phí mắt án chủ trương của cấp linh đối với cơ sở, cùng tuyên truyền cho mọi mình chấp hành sốt đơn chỉ thị, nghị quyết, là dân chủ ở cơ sở thật là sốt. Thực hiện dân chủ ở cơ sở thật tốt. Đối với già làng trưởng bản và ban công tác mặt trận, ban thanh tra nhân dân thì... Đối với Kha Lang trưởng bản bỏ có uy tín, ban thanh tra nhân dân, đội ngũ ni rất là tích cực, giám sát, là đơn chương trình mục tiêu quốc gia ở địa bàn cơ sở. Cùng thời gian đến, đơn tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ ni. Trong cái việc là thực hiện cái nội dung giám sát đối với chương trình này. Mó có uy tín, lòng lúng đồng báo trần tố ép mó thức chữ là điếm tựa, trả tán điếm tựa, lụa lá, thức tiên đã án ghi nhận. Lòng cổ quốc chơi đứng cùng phát triển của tỉnh, mỏ có uy tín như lá mũi bố phấn trắng thế tách rưới lòng cùng đúng dân cư, góp phấn tích cực bao lá chỉnh trách đại đoàn kết trần tục, đoàn kết tôn trào, lòng cổ quốc chơi đứng cùng bảo vệ tổ quốc.